xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của Tố Lê. Hôm nay là chiều ngày 26. Thì hiện tại là cung đường của thị trấn Bàn Giẻ thì rất là nhiều hoa. Và mình cũng muốn chia sẻ đến với tất cả các bạn những hình ảnh mà hiện tại thì chợ hoa của thị trấn Bàn Giẻ rất là còn nhiều, mà lượng khách đến mua thì quá ít luôn. Về Tố Lê xin mời tất cả các bạn hãy đi dạo một vòng quanh với Tố Lê để xem thử cái chợ hoa của thị trấn Bàn Giẻ năm nay nó sẽ hoa nó rực rỡ sắc màu như thế nào, và hiện tại thị trường buôn bán ở đây như thế nào nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Cứ dọc hai bên đường như thế này thì rất là nhiều hoa. Phía xe trước kia thì các bạn nhìn thấy một rực rỡ, một màu vàng của hoa cúc. Ở đây hoa thì cũng có khu vực, như khu vực này thì vẫn còn thưa thớt lắm các bạn. Hoa hiện tại giờ còn rất là nhiều, nhưng mà con người mua thì mình cũng không có thấy người mua hoa, rất là vắng vẻ. Phía trước thì lai rai một vài người thôi. Em ơi, vàng thả bao nhiêu một chậu vậy em? Hả? 10.000 hả? 8.000 hả? Ồ, hiện tại thì các bạn nghe thấy rồi đó, thôi vàng thả hiện tại bây giờ có 8.000 một chậu thôi. Cũng có thể là bây giờ là gọi đại hệ giá luôn các bạn. Chứ lúc đầu mới ra khoảng trước 25 Tết thì hoa vàng thạ bây giờ là 20.000. Vàng thạ này thì còn có 15.000 hai chậu thôi các bạn. Có vẻ là năm nay hoa bán hơi ế ẩm hơn năm trước. Năm trước thời điểm bây giờ đâu người mua hoa đã rất là tấp nập rồi. Dọc hai bên đường quốc lộ 1E toàn là hoa thôi các bạn. Hoa chậu này bao nhiêu một chậu em? Hoa này nè. Hoa này là hoa gì hết? Hoa gì hoa? Bông giếng à. Hoa bông giếng là 20.000 cho đến 30.000 các bạn. Em ơi, hoa mồng ghè bao nhiêu một chậu vậy em? Hoa mồng ghè hiện tại bây giờ là 15 cho tới 20.000 một chậu thôi các bạn. Này là hoa cúc đại đó. Về phía xe kia mình thấy vẫn còn rất là nhiều bông. Gọi là một vườn bông luôn đó. Phía trước các bạn là hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền rất là đẹp luôn các bạn. Nhưng mà mình thấy ở cái cung đường hoa nào, nơi bán hoa nào cũng rất là vắng khách. Có thể năm nay là buôn bán ế ẩm hơn rất là nhiều. Hoa còn rất là nhiều các bạn. Người mua hoa thì mình cũng chẳng thấy ở đâu cả. Hoa hồng bao nhiêu một chậu vậy em? Hoa hồng á hả? Lại 350 hả? Còn cái hoa cúc Phú Quý này bao nhiêu một chậu em? 250 hả? Ở cái khu vực này thì mình còn thấy cũng có vài khách.
Còn những cái địa điểm khác thì mình thấy ít khách quá. Cái con đường bán hoa mai này các bạn. Ô sao bây giờ mình chưa có thấy khách ha? Chiều nay bán được không? Hình như năm này thì mình thấy ít khách hơn năm trước hả? Ồ, hoa này là hoa bi phải không em? Hoa bi phải không? Này hoa bi, bao nhiêu chậu vậy? Cả 80. Quá đẹp luôn ha. Đây là những cái vườn, những cái chậu hoa mai mà hiện tại thì nói chung ở cái nơi nào cũng vậy, mình tối lê thấy là rất là vắng khách luôn các bạn. Hoa mai năm nay cũng rất là đẹp, các bạn nhìn thấy nụ rất là nhiều. Ồ, nó rất là nhiều nụ mà khi mà nở mình nghĩ chắc là đẹp lắm đây nè. Khác với những năm trước thì thời điểm tối 26 thì những cái nơi mà những cái điểm mà bán hoa như thế này thì rất là đông khách các bạn. Nhưng mà năm nay thì mình thấy trời thì bắt đầu se lạnh rồi, mình đang đứng như thế này rất là lạnh. Chỉ tội cho những cái anh chủ bán hoa thì phải ở ngồi những cái vỉa hè như thế này rất là nhiều đêm, nhưng mà lượng khách thì mua thì không có. Phố để lên đèn cũng có thể bây giờ tối lên ghi hình ảnh thì nó sẽ hạn chế những cái màu sắc, nhưng mà các bạn cũng thông cảm tại thời điểm này thì tối lên mới rảnh được. Hoa thì rất là nhiều, nơi nào mà dọc đường này mình thấy hoa rất là nhiều, nhưng mà người mua hoa thì mình thấy nó vắng, rất là vắng vẻ. Thị trường hoa năm nay thì rất là chậm. Mình có hỏi thăm một vài anh chị bán hoa ở đây thì nói là năm nay thị trường hoa quá chậm so với những năm trước luôn. Chợ hoa rất là đẹp, nhưng mà người mua thì không có. Bé ơi, cái chậu hoa mai này bao nhiêu tiền vậy con? Triệu bé, mấy ngày nay con bán có được không? Cô năm trước, tại vì cô thấy cái thị trường hoa năm nay cũng rất là ít khách luôn con. Mà hoa năm nay lại đẹp hơn nữa. Con bán hoa ở đây được mấy ngày rồi? 22. Nhưng mà hiện tại bây giờ cô thấy hoa còn rất là nhiều ha. Rồi, cảm ơn con, chúc con bán rất là nhanh hết nha. Những chậu hoa lan rất là đẹp, nhưng mà không có một khách hàng đến để hỏi thăm nữa.
Những chiếc xe chở hoa thì vẫn nằm đây, nhưng mà không có hoa để chở các bạn. Không có người mua, hoa thì có. Không có người mua hoa cho nên xe đâu có hoa để chở đâu. Năm nay chán quá. Ở dưới kia cũng hoa không, chứ không có người, không có người mua. Không có người mua, 26 ở đâu có người mua đâu. Anh chậm quá thì nó cũng được. Chú ơi, chỗ này bán hoa sao không có điện? À, chiều ăn cơm chưa chú? Ăn cơm chưa? Hoa năm nay vắng quá. Hoa năm nay sao vắng hả chú? Ế luôn hả? Bán chậm. Dạ, dạ. Tối thì chú ngủ ở đâu? Dạ. Bán ở đây được mấy ngày rồi chú? 19 à, dạ dạ. Chú nghỉ ngơi nha. Cảm ơn chú, dạ. À, phía trước cũng là một cái cung đường hoa. Hai bên toàn là hoa thôi. Những anh bán hoa thì phải nằm như thế này nè các bạn, ở ngoài đường cũng phải là từ 5 cho tới 7 ngày. Hoa ở đây cũng không có khách các bạn. Bây giờ là chỉ khoảng chưa được 7 giờ tối. Thường thường ở đây mua hoa thì người ta mua hoa vào ban đêm là chủ yếu. Nhưng mà tới thời điểm này thì mình thấy rất là vắng. Ở phía trước các bạn là đường quốc lộ 1A. Tô Lê đang đứng ở quốc lộ 1A của thị trấn Vạn Giả, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Con đường của thị trấn Vạn Giả buổi tối cũng rất là đẹp, đèn điện rực rỡ. Sau khi Tô Lê đưa các bạn đi một vòng xung quanh cung đường hoa của thị trấn Vạn Giả, thì đến thời điểm này thì mình thấy nơi nào tất cả mọi nơi đều rất là vắng khách, cũng có thể là họ chưa mua hoặc là thời điểm này chưa có phù hợp để họ mua hoa. Có thể là ngày mai hay là ngày mốt, ngày 27, 28, 29, ngày 30, chỉ còn 4 ngày nữa là Tết các bạn, thì cũng có thể là những ngày đó là chợ hoa sẽ đông hơn. Và nếu được thì Tô Lê sẽ cập nhật những hình ảnh tiếp theo cho các bạn xem. Thôi thì thứ năm chúc tất cả các bạn cùng gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Xin tạm dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.